Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kỳ Duyên và ban biên tập xin được kính chúc quý vị tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Để ủng hộ cho kênh Tin Nóng Đất Việt, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Còn bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh, F0 COVID-19 dự báo tăng, người dân hết sức bình tĩnh. Hà Nội, công an điều tra thông tin chi tiền để được tiêm vaccine thần tốc. F0 trực chốt vùng xanh đi phát lương thực, gần 100 người trở thành F1. Sai lầm khiến người dân nhiễm SARS-CoV-2 dù ở nhà. Nhiều F0 thoát nguy kịch tại bệnh viện dã chiến tuyến huyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, F0 COVID-19 dự báo tăng, người dân hết sức bình tĩnh. Quý vị thân mến, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phát thông tin mới cho hay, thành phố triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian thực hiện biện pháp tăng cường giãn cách xã hội. Số lượng F0 dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, người dân cần hết sức bình tĩnh vì điều này nằm trong kịch bản ứng phó của ngành y tế. Dữ liệu được công bố từ cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong ngày, toàn thành phố thực hiện được 137.971 mẫu xét nghiệm thì ghi nhận 4.610 ca dương tính mới. Trong đó có 3.877 trường hợp được phát hiện ngoài cộng đồng, chiếm 84%. Các địa phương có số ca COVID-19 cao thể hiện trên cổng thông tin gồm quận Bình Thạnh 5, 6, 7, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Tân Phú, huyện Hóc Môn. Theo HCDC, thành phố triển khai lấy mẫu toàn dân tại vùng đỏ, vùng cam bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Người dân sẽ tự lấy mẫu xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế, thực hiện mẫu gộp tại các vùng vàng, vùng xanh. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 45.206 người. Trong đó có 23.197 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và 22.009 trường hợp F0 sau khi xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện là 15.392 người. Số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 2.823. Số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 18.362. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, do triển khai khối lượng công việc lớn nên ngành y tế để người dân tự thực hiện test nhanh với sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Thành phố đã hướng dẫn qua 3 kênh: đài truyền hình thành phố, website của HCDC, các trung tâm y tế quận huyện và tờ hướng dẫn cho người dân. Hà Nội, công an điều tra thông tin chi tiền để được tiêm vaccine thần tốc. Quý vị thân mến, cơ quan công an đang điều tra làm rõ thông tin phản ánh tại phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Người dân chỉ cần bỏ ra một khoản phí bồi dưỡng là có thể được tiêm ngừa vaccine COVID-19 thần tốc. Ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ những trường hợp liên quan đến thông tin phản ánh, chi tiền để được tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc. Trước đó, báo chí phản ánh lại với UBND phường Vĩnh Phúc, Ba Đình có tình trạng tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc. Nếu bỏ ra một khoản tiền nhất định để bồi dưỡng cho một số người, người dân không cần phải chờ đợi mà sẽ được hưởng đặc quyền, nay đặt lịch, mai tiêm luôn. Cụ thể, thông tin cho biết, để tiêm nhanh vaccine phòng COVID-19, mỗi người phải nộp một khoản phí bồi dưỡng từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Số tiền này được nộp cho một người phụ nữ gần 30 tuổi, chưa rõ danh tính. Sau khi nhận được tiền bồi dưỡng, người phụ nữ này sẽ sắp xếp giấy hẹn và lịch tiêm. Đặc biệt, những người ngoài địa phương phường Vĩnh Phúc cũng sẽ được người phụ nữ này đưa vào danh sách các công ty, đơn vị kinh doanh trên địa bàn để hợp thức hóa việc tiêm tại phường. Được biết, ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc này, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với một nữ công chức văn phòng, thống kê của UBND phường Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố khẩn trương tiến hành làm rõ sự việc. Nếu có vi phạm như báo phản ánh, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để vi phạm này ảnh hưởng đến uy tín và công sức của cả thành phố trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 thời gian qua, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh. F0 trực chốt vùng xanh đi phát lương thực, gần 100 người trở thành F1. Quý vị thân mến, bà NTN trú tại 885 Bình Giã, tổ 6, khu phố 2, phường 10, thành phố Vũng Tàu, thuộc tổ COVID cộng đồng tổ 6, khu phố 2, hàng ngày có tham gia trực chốt vùng xanh tại hẻm 899 Bình Giã,
phường 10 và đi phát lương thực thực phẩm đã trở thành F0 và khiến 92 người trở thành F1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong ngày, sau khi xét nghiệm PCR đã cho kết quả có 23 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 trong khu phong tỏa và khu cách ly tập trung. Hiện tại, đang chờ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận 23 mẫu dương tính này là ca F0. Đến thời điểm này, thành phố Vũng Tàu có 1.017 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, có trường hợp của bà NTN, trú tại 885 Bình Giả, tổ 6, khu phố 2, phường 10, thành phố Vũng Tàu, thuộc tổ COVID cộng đồng tổ 6, khu phố 2, hàng ngày tham gia trực chốt vùng xanh tại hẻm 899 Bình Giả, phường 10, đã trở thành F0 và khiến 92 người trở thành F1. Ngoài ra, từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 8, bà N đi phát lương thực thực phẩm. Ngày 10 tháng 8, bà N đi cùng đoàn công an thành phố Vũng Tàu trao quà cho các hộ dân trong tổ 6. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường 10 thành phố Vũng Tàu đề nghị người dân có tham gia trực chốt vùng xanh hẻm 899 Bình Giả cùng đi phát hoặc nhận lương thực thực phẩm từ ngày 9 đến 14 tháng 8, có tham gia và tiếp nhận quà của công tác từ thiện do bà N đưa đi, tiếp xúc trực tiếp các trường hợp trên từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 8, phải nhanh chóng tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế. Cũng tại phường 10, trước đó, Thành ủy thành phố Vũng Tàu tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường 10 và ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 10 từ ngày 16 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 vì thiếu sâu sát, lúng túng trong chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu phân công ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phụ trách điều hành hoạt động Đảng bộ phường 10 trong thời gian từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 và giữ nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường 10. Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu cũng cho chủ trương phân công ông Bùi Trung Tuyến, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 10 phụ trách điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường 10 từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 và giữ nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 phường 10. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, phường Thắng Nhì có 9 khu phố với 72 tổ dân phố, 6.080 hộ dân. Qua xét nghiệm nhanh các ngày 14, 15 và 20 tháng 8, phường Thắng Nhì liên tục phát hiện các mẫu ống gộp dương. Kết quả PCR sau đó ghi nhận nhiều F0 trong cộng đồng. Trong đó, 4 khu phố 1, 3, 4 và 5 có 2.942 hộ thì có 135 F0. Tính tới ngày 23 tháng 8, khu phố 3 có 696 hộ nhưng có tới 107 F0. Khu phố 1 có 21 F0, khu phố 4 có 6 F0 và khu phố 5 có 1 F0. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu thực hiện phong tỏa chặt chẽ các khu vực khu phố 1, 3, 4, 5, phường Thắng Nhì bắt đầu từ 0 giờ ngày 25 tháng 8. Ông Hoàng Vũ Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường Thắng Nhì. Các lực lượng khẩn trương tổ chức đánh giá yếu tố dịch tễ, thực hiện phong tỏa tại các khu vực có ca nhiễm trên địa bàn phường này. Công an và Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu phải khẩn trương khảo sát, khoanh vùng phong tỏa cụ thể, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định, tăng cường lực lượng kiểm soát, hỗ trợ phường Thắng Nhì. Địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi sức khỏe người dân trong khu vực. Trong đó, lưu ý việc tổ chức xét nghiệm 3 ngày một lần với người dân trong khu vực phong tỏa, làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về việc trả kết quả xét nghiệm đúng thời hạn quy định, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp người dân đang điều trị bệnh mãn tính, có bệnh nền. Sai lầm khiến người dân nhiễm SARS-CoV-2 dù ở nhà. Quý vị thân mến, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, SARS-CoV-2 có thể xâm nhập cơ thể do những thói quen sai lầm thường ngày của người dân. Việt Nam đang đối mặt làn sóng dịch COVID-19 thứ tư với nhiều diễn biến phức tạp. Gần 2 năm sống chung với đại dịch, đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn đã trở thành thói quen của người dân để phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, số ca mắc trong cộng đồng mỗi ngày vẫn được ghi nhận. Trong số đó, nhiều người không rõ nguồn lây. Họ không hiểu mình lây nCoV từ đâu dù thường xuyên thực hiện các biện pháp được khuyến cáo. Chia sẻ về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho hay, nếu người dân đeo khẩu trang đúng, đảm bảo giãn cách 2 mét, rửa tay, sát khuẩn thường xuyên, thực hiện chuẩn theo 5K sẽ không bị lây nhiễm. Song thực tế, những biện pháp này không phải ai cũng thực hiện đúng. Nhiều thói quen đang khiến chúng ta vô tình nhiễm SARS-CoV-2. Sai lầm từ những thói quen hàng ngày. Phó Giáo sư Nga cho biết,
người dân hay mắc một số sai lầm dẫn đến lây nhiễm nCoV như vẫn thường xuyên đi lại, đến nhà hàng xóm, người quen. Dù đeo khẩu trang, họ lại dùng loại không chất lượng hoặc đeo sai cách. Điều này cũng khiến biện pháp đeo khẩu trang trở nên vô tác dụng. Khi đi lấy hàng, người dân thường tiếp xúc với shipper, dùng tay cầm đồ và tiền mặt. Về nhà, họ không rửa tay, sau đó đưa lên mắt mũi miệng hoặc sờ tay lên mặt ngay khi vừa cởi khẩu trang. SARS-CoV-2 lây nhiễm từ giọt bắn. Khi chúng ta thở mạnh, virus sẽ bám vào kẽ hở bên má, mũi, miệng. Vì vậy, người dân có thể đeo hai khẩu trang và không kéo xuống hoặc đeo không kính để tránh lây cho người khác và ngược lại. Phó giáo sư Nga cảnh báo một số người dân hay tụ tập nói chuyện khi đi mua hàng, không cảnh giác với người quen. Do đó, đôi khi họ không đeo khẩu trang. Khi đi ra ngoài, chúng ta có thể đã nhiễm nCoV dù không có triệu chứng cảnh báo. Do đó, khi về nhà, chúng ta có thể lây cho người thân, đặc biệt những đối tượng cần cẩn trọng như người già và trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, việc không thường xuyên thay khẩu trang, sát khuẩn, chạm vào nhiều đồ bên ngoài sau đó sờ tay lên mắt, mũi, miệng cũng là thói quen có nguy cơ dẫn đến lây nhiễm nCoV. Thực tế, trong sinh hoạt hàng ngày, người dân còn nhiều thói quen có thể vô tình lây nhiễm SARS-CoV-2. Dự án Bệnh viện tại nhà hỗ trợ người dân có nguy cơ và bị nhiễm COVID-19 cũng chỉ ra một số thói quen dễ nhiễm virus như sau. Không rửa trứng, trái cây, rau củ khi mua về sử dụng. Không khử khuẩn tiền. Dùng bút mượn của người khác nhưng quên lau tay. Không lau chén, muỗng, đũa trước khi ăn. Không lau chai nước trước khi để lên miệng uống. Không rửa tay sau khi mở cửa vào nhà. Cầm văn bản đọc sau đó quẹt tay lên mắt, mũi, miệng. Điện thoại để xuống bàn chưa sát khuẩn, sau đó đưa lên mặt nghe. Không đeo khẩu trang, mắt kính khi đi tiêm vaccine. Tập trung đông người khi test, tiêm vaccine. Khi xét nghiệm, nhân viên y tế không thay găng tay với từng người. Người tiêm một mũi hay hai mũi vaccine COVID-19 vẫn có thể lây cho người khác do mang virus trên tóc, cơ thể. Nhiều F0 thoát nguy kịch tại bệnh viện dã chiến tuyến huyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, các ca F0 nặng từ trạm y tế xã chuyển đến như suy hô hấp, bà bầu, trẻ em, bệnh nhân tâm thần, chúng tôi đều nhận hết. Bác sĩ Nguyễn Viết Thịnh nói, Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Chánh số 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, được đưa vào hoạt động từ ngày 16 tháng 8. Bệnh viện có công suất là 1.000 giường, trong đó có 100 giường dành cho bệnh nhân thở oxy. Bác sĩ Nguyễn Viết Thịnh, Phó Giám đốc Thường trực Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Chánh số 1 cho biết, Bệnh viện được đưa vào hoạt động với mục đích là giảm thiểu số F0 bị chuyển nặng và tử vong của huyện Bình Chánh, địa phương có số ca F0 cao thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân COVID-19 trong khu nặng được bác sĩ hướng dẫn nằm sấp khoảng 2 tiếng mỗi ngày để cải thiện chức năng phổi. Mỗi ngày tại đây tiếp nhận khoảng 70-80 F0 không có triệu chứng nhẹ và cấp cứu bệnh nhân nặng. Lực lượng hiện tại của Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Chánh số 1 đến từ nhiều đơn vị, Bệnh viện Nhân dân 115, Đoàn cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ, sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện huyện Bình Chánh. Bệnh viện dã chiến trong giai đoạn trước không nhận được F0 triệu chứng nặng, người lớn tuổi, suy hô hấp. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân nặng tăng nhanh, chúng tôi phải nhận luôn để cấp cứu kịp thời. Các ca F0 nặng từ trạm y tế chuyển đến từ suy hô hấp, bà bầu, trẻ em, bệnh nhân tâm thần, chúng tôi đều nhận hết. Bác sĩ Thịnh cho biết thêm. Trong phòng cấp cứu, anh Phạm Minh Tuấn đưa tay giữ chặt ống thở oxy dòng cao HFNC vào mũi mẹ. Mẹ anh đột nhiên trở nặng, thở oxy mắc không đáp ứng, SpO2 có lúc ở mức 80%. Các bác sĩ chụp X quang phổi để theo dõi những bệnh nhân nặng có nguy cơ diễn biến nguy kịch để đánh giá tình trạng liên hệ chuyển viện. Theo bác sĩ Thịnh, các bệnh nhân có triệu chứng nặng, suy hô hấp vốn dĩ phải được chuyển đến bệnh viện ở tầng cao, tầng 2 đến tầng 3. Tuy nhiên, nhiều thời điểm các bệnh viện không còn giường trống, bệnh nhân không có nơi nào khác để điều trị ngoài bệnh viện dã chiến. Bác sĩ Đỗ Hiếu Trường Hải đeo oxy gọng cho một người phụ nữ sau khi bà có triệu chứng khó thở. Bác sĩ Hải là người phụ trách khu nhà 5 tầng thu dung bệnh nhân nhẹ. Tại đây có riêng một tầng để theo dõi những F0 lớn tuổi, có bệnh nền, có thở oxy gọng. Tại khu bệnh nhẹ, các bác sĩ, dân quân phải di chuyển khoảng 30 bình oxy khí nén mỗi ngày vào phòng bệnh. Trước lúc được lắp bồn oxy lỏng, có ngày chúng tôi phải vác khoảng 50 bình oxy lên khắp các tầng. Bác sĩ Hải cho biết thêm, Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Bình Chánh số 1 trưng dụng cơ sở vật chất sẵn có của Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao huyện Bình Chánh. Mới đây, bệnh viện được hỗ trợ lắp đặt thêm 2 bồn oxy lỏng với dung tích 13 mét khối.